Vâng, thưa quý vị, với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp, chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho quý vị những tin nóng nhất, mới nhất được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điểm tin chính có trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, tình hình mưa lũ ở Trung Quốc hiện vẫn căng như dây đàn khi rạng sáng ngày hôm nay. Trên trang nhất tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo uy tín nhất của Trung Quốc đã đưa tin, vào lúc 23 giờ đêm ngày hôm qua, một trận mưa to đến rất to kèm theo dông lốc và sấm sét đùng đùng đoàng đoàng đến quần thảo 6 tỉnh Hạ Lưu, Dương Tử và con đập Tam Hiệp, khiến cho mực nước tại những con đê ở đây tăng cao nhanh, đột biến và nhiều khả năng sẽ xảy ra lũ ống lũ quét ngay trong đêm ngày hôm nay. Hiện tình hình đang rất nguy hiểm và nếu như những cơn mưa không chịu buông tha, Trung Quốc thì nhiều khả năng con đập Tam Hiệp sẽ bị vỡ. Hiện tại thì nó vẫn chưa bị vỡ, mặc dù tính tới sáng ngày hôm nay Trung Quốc đã trải qua tổng cộng 59 ngày đêm không có ánh sáng mặt trời. Bầu trời của Trung Quốc liên tục u ám và xuất hiện những đám mây đen xì dày đặc. Những trận mưa như chút hàng ngàn tấn nước vẫn tiếp tục đổ xuống 28 tỉnh thành phía Nam như Vũ Hán, Hồ Bắc, Giang Tây, Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, An Huy, Hồ Nam, Thượng Hải và Chiết Giang, gây ra những trận đại hồng thủy trên gần 500 con sông. Trong đó có 3 con sông lớn nhất của Trung Quốc là sông Dương Tử, sông Hoàng Hà và sông Mekong liên tục ra cảnh báo đỏ, tức là cảnh báo cấp độ cao nhất, và đứng trước tình hình nguy hiểm kể trên. Chính quyền của Trung Quốc liên tục phát đi thông báo khẩn cấp để cho người dân di chuyển đến nơi an toàn. Một số người dân giàu có của Trung Quốc đã bay sang nước ngoài, còn giới không có tiền thì cầu bơ cầu bất phải sống tạm bợ những đợt phát quà từ thiện miễn phí. Số còn lại không chịu được cảnh cơ cực đã vượt biên trái phép sang một số nước láng giềng xung quanh Trung Quốc như Triều Tiên, Nga, Lào, Myanmar, trong đó có cả Việt Nam. Tuy nhiên, người Trung Quốc đi đâu cũng đều bị ghét, cho nên lực lượng chức năng của các nước kể trên khi thấy người Trung Quốc xuất hiện đều ra tay khám xét, bắt giữ và ngay lập tức trục xuất ra khỏi các nước kể trên, phải quay trở lại phía Trung Quốc. Đây không phải là các nước không ra tay cứu giúp Trung Quốc trong lúc thiên tai đang tàn phá nặng nề, mà bởi dịch Covid-19 vẫn đang lây lan mạnh, cho nên các nước mới cấm cửa đường biên đối với phía Trung Quốc. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới mà tình báo của Mỹ cho biết, trong nước của Trung Quốc thì liên tục xảy ra động đất, lũ lụt, mưa to, bão tố mịt mù, vỡ đê, vỡ đập. Người dân sống trong cảnh màn trời chiếu đất, thiếu lương thực và thuốc men. Dịch bệnh thì đang hoành hành, ô nhiễm ở khắp mọi nơi, kinh tế thì bị sụt lùi, hàng ngàn ngôi nhà của người dân bị cuốn trôi và phá hủy. Đất nước sống trong cảnh lầm than. Thế nhưng người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, được cho là vẫn phát động cho quân đội của Bắc Kinh phóng 19 quả tên lửa, đồng thời bắn rất nhiều đạn thật và ngư lôi ở vùng biển quanh quần đảo Trường Sa của Việt Nam để thị uy sức mạnh. Theo tình báo của Mỹ cho biết, vào đêm ngày hôm qua, lực lượng hải quân của Bắc Kinh đã điều 3 con tàu chiến, trong đó có tàu sân bay Sơn Đông, mang theo rất nhiều tên lửa dẫn đường và máy bay trinh sát, máy bay ném bom quanh quần đảo Phú Lâm sát với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam để thực hiện nhiều vụ tập trận bắn đạn thật. Mỹ cho rằng hành động trên của phía Trung Quốc là không thể dung tha và chấp nhận được, bởi vì nó đang gây ra sự mất an ninh an toàn ở khu vực Nam Á, đồng thời đe dọa trực tiếp tới vùng biển của các nước trong khu vực. Ngay lập tức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Mỹ cũng như Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ đã lên tiếng chỉ trích gay gắt phía Trung Quốc. Họ nói rằng ông Tập Cận Bình nên tập trung cho công cuộc phòng chống lũ lụt tại nước nhà, đồng thời lo cho người dân, chứ ông Tập đừng có đem quân đội đi ra ngoài Biển Đông để gây hấn với các nước trong khu vực. Điều đó làm cho cộng đồng của thế giới vô cùng tức giận. Người dân của Trung Quốc thì mất lòng tin vào người lãnh đạo cao nhất. Họ cho rằng đây là chính phủ Bắc Kinh chỉ biết tới Biển Đông và biết tới việc đi xâm chiếm lãnh thổ của các nước trong khu vực, chứ họ không quan tâm tới việc mưa bão, lũ lụt, sóng thần, động đất, sấm chớp, đùng đùng đoàng đoàng ở khu vực đập Tam Hiệp và sông Dương Tử làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của nhân dân Trung Hoa đại lục. Họ nói rằng họ không tin vào những người lãnh đạo của Trung Quốc nữa, vì vậy họ đã di tản đi các mọi nơi, thậm chí sang cả Lào, Campuchia và Việt Nam. Nhưng khi đặt chân sang đất nước của Việt Nam, họ đã bị bắt giữ ngay lập tức, bởi vì lực lượng của Việt Nam cho rằng dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp, đề nghị người dân của Trung Quốc không sang Việt Nam khi không được các cơ quan chức năng của Việt Nam cho phép. Kính thưa quý vị, hôm qua vào lúc 19 giờ tối trên kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã phát đi một bản tin về dự báo thời tiết. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết do mưa to kéo dài trong suốt gần 2 tháng vừa qua đã làm cho lũ ở thượng nguồn sông Dương Tử và đập Tam Hiệp chảy về hạ nguồn, gây ra một đỉnh lũ thứ 3 trên con sông này,
gây áp lực trực tiếp lên con đập Tam Hiệp và khiến hơn 2 triệu người dân Trung Quốc phải di rời vì lũ lụt vùi dập sông Dương Tử ở Trung Quốc. Nhiều con sông khác tại nước này có mực nước vượt mức báo động đỏ từ 2-3 mét theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết. Hiện mưa to đến rất to, 1-2 ngày tới sẽ vẫn xuất hiện nhiều ở khu vực, trong đó có các tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam và An Huy, Thượng Hải cũng là một nơi mà mưa to sẽ xuất hiện trong một vài ngày tới. Đề nghị tất cả các cơ quan ban ngành cũng như người dân phải hết sức cảnh giác. Theo cơ quan cứu trợ cứu nạn của Trung Quốc cho biết, đợt lũ thứ 3 trên sông Dương Tử đang tràn về và con đập Tam Hiệp đang oàn mình để chịu trận. Và nếu như mưa lũ không chấm dứt ở Trung Quốc trong 1-2 tuần tới, thì nhiều khả năng con đập này nó sẽ bị vỡ, và khi nó vỡ, nó sẽ cuốn trôi toàn bộ đất nước của Trung Quốc ra ngoài Biển Đông. Khi đó, bản đồ trên thế giới sẽ không còn xuất hiện tên của Trung Quốc nữa. Và đây chính là một điều rất đen tối cho chính quyền ông Tập Cận Bình ở những năm 2023. Đây cũng chính là những lời dự ngôn và tiên đoán của các nhà tiên tri, đặc biệt là lời tiên đoán của nhà tiên tri Vanga, khi bà nói rằng Trung Quốc sẽ bị dịch bệnh và thiên nhiên hoành hành vào năm 2022. Những tiên đoán cũng như những lời dự ngôn của bà ứng nghiệm sang cả năm 2023, và nó hoàn toàn chính xác, thưa quý vị. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam, một trong những tờ báo uy tín của Trung Quốc, vào chiều ngày hôm qua đã cho biết đợt lũ thứ 3 ở thượng nguồn sông Dương Tử đã tràn về đập Tam Hiệp. Mực nước và lưu lượng đổ về tăng cao khiến siêu đập lớn nhất thế giới của Trung Quốc tiếp tục ăn mình để gánh chịu áp lực lớn nhất dòng lịch sử. Theo tờ báo của Trung Quốc cho biết, vào lúc 14 giờ chiều ngày hôm qua, theo giờ địa phương, lượng nước đổ về con đập Tam Hiệp đã đạt tới 60.000 mét khối trên giây. Đây là một trong những lưu lượng nước nhiều nhất trong lịch sử. Dự báo đến cuối tháng 7, lưu lượng nước ở hồ chứa đập Tam Hiệp sẽ đạt 65.000 mét khối trên giây, xác lập kỷ lục lũ cực đại trên sông Dương Tử vào năm nay. Những cơn mưa xối xả từ cuối tháng 6 cho đến đầu tháng 7 đã gây ra ngập lụt nghiêm trọng ở nhiều tỉnh, thành phố của phía Trung Quốc. Vào sáng ngày hôm qua, chính quyền tỉnh Ân Huy đã nâng mức cảnh báo lũ lên mức cao nhất. Lượng mưa ở một số khu vực trên địa bàn này có thể lên tới 560mm trên giây. Lũ lụt đã khiến cho rất nhiều người chết và mất tích. Hàng ngàn ngôi nhà của người dân đã bị cuốn trôi và rất nhiều ô tô, xe máy, nồi cơm điện, tủ lạnh, tivi cũng lênh láng ngoài đường. Đường phố cầu cống của Trung Quốc bây giờ biến hết thành sông, thành ngòi. Đến ngôi nhà cao 10 tầng, bây giờ cũng chỉ còn một tầng trên cùng là không bị ngập. Người dân của Trung Quốc đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Nhưng chính quyền của ông Tập Cận Bình được cho là không lo cho người dân. Ông vẫn đem quân lính cùng mình đi xâm chiếm Biển Đông. Đây chính là mục tiêu và âm mưu của người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi họ vẫn chưa thực hiện được những cái mưu đồ của mình, vì thế họ vẫn tiến hành gây áp lực đối với tất cả các nước trong khu vực, trong đó có khối ASEAN và Việt Nam. Động thái trên đã bị hầu hết nhân dân Trung Quốc cũng như cộng đồng của thế giới lên tiếng phản đối, chỉ trích gay gắt. Tuy nhiên, chính quyền ông Tập Cận Bình vẫn bất chấp tất cả, thậm chí bất chấp cả luật pháp quốc tế để gây ra những xung đột căng thẳng ở ngoài Biển Đông, khiến cho nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Anh, Pháp, Đức, Ấn Độ đã điều tàu chiến ra ngoài Biển Đông để ngăn chặn sự bành trướng của phía Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Tập Cận Bình vẫn không chịu buông tha, thưa quý vị. Tờ Hoàn Cầu đã đưa tin Trung Quốc cảnh báo tình hình gay go và đập Tam Hiệp chuẩn bị hứng thêm lũ. Tờ báo cho biết, dự báo mưa lớn kéo dài trong 3 ngày ở khu vực thượng nguồn sông Dương Tử, lượng nước lũ đổ về đập Tam Hiệp dần tăng theo từng giây từng phút. Hãng CNN cho biết Trung Quốc cảnh báo rằng tình trạng lũ lụt tồi tệ nhất vẫn chưa đến trong bối cảnh một đợt lũ thứ 3 vừa hình thành ở thượng nguồn con sông Dương Tử. Tình hình kiểm soát và chống lũ đang gay go và đỉnh mới đang xuất hiện. Đây là theo một đài truyền hình trung ương Trung Quốc ở địa phương cho biết như vậy. Cơ quan chức năng đã quyết định cho con đập Tam Hiệp dàn sẵn khả năng trữ nước để chuẩn bị đón thêm lũ mới. Đồng thời dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra ở khu vực phía Nam trong những ngày cuối tháng. Miền Nam của Trung Quốc đang hứng chịu đợt lũ lụt nghiêm trọng sau khi mực nước tại nhiều con sông và con hồ đạt mức kỷ lục cao nhất trong lịch sử. Hơn 2 triệu người đã phải di rời trong những tháng vừa qua và rất nhiều ngôi nhà đã bị xóa sổ, ước tính thiệt hại lên tới hàng trăm tỷ nhân dân tệ. Dự kiến con đập Tam Hiệp sẽ hứng chịu lượng nước khoảng hơn 60.000 mét khối trên giây. Đây là một liều lượng nước cao chưa từng thấy. Đã có rất nhiều tờ báo quốc tế nói rằng con đập Tam Hiệp bị vỡ, nhưng các cơ quan chức năng của Trung Quốc đã đính chính rằng hiện đập Tam Hiệp chưa bị vỡ, nhưng nhiều khả năng nó sẽ không trụ vững được nếu như mưa lũ vẫn kéo dài trong một vài ngày tới. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, rất nhiều các trang mạng đưa tin về lũ lụt tại Trung Quốc và nhiều bạn đọc nói rằng tin đó là không chính xác và không chính thống.
nhiều ý kiến hoài nghi rằng mưa to, gió lớn, động đất, sạt lở, lũ quét và bão tố phong ba đã chấm dứt tại Trung Quốc. Nhưng hôm qua, đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, một trong những bản tin dự báo thời tiết, đã đính chính rằng hiện mưa to vẫn chưa chấm dứt tại Trung Quốc, mà những trận mưa to, gió lớn vẫn tiếp tục hoành hành, đỉnh lũ vẫn chưa xuất hiện. Thậm chí họ dự kiến rằng vào giữa tháng 8 hoặc cuối tháng 8 đỉnh lũ mới đạt điểm, và khi đó con đập Tam Hiệp mới định đoạt số phận của nó. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc mà nói như vậy thì chúng ta không còn nghi ngờ gì cả. Và liên quan tới vấn đề mưa to, gió lớn, sóng thần, động đất và lũ quét sạt lở ở Trung Quốc, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi cho quý vị vào các bản tin kế tiếp. Còn chương trình ngày hôm nay, do thời lượng có hạn, chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Kính chúc quý vị có một ngày tràn đầy sức khỏe và vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Những tin chính vừa rồi của chúng tôi đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.